Wow, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you all, ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning into this amazing video. Today, I'm so excited and very excited to making this short video to all of you out there, ladies and gentlemen. The question a lot of people are asking, what can we do with our wine coin? What happened to it and so on? I have some wine coin. How can we use it? What the value and many questions, right? Today, so I want to actually give you a little bit of information. How is your wine coin worth, ladies and gentlemen? And the powerful thing is you can use your coin, right? Everyone wants to look good. Everyone wants to look excited. Everyone wants to look fresh every day, right? So I'm proudly to introduce you one of the very, very, very amazing products here, ladies and gentlemen. There we go. It's actually in the dew shaker right now. So this dew actually in two languages, okay? Vietnamese and English. Next to it, you can see this is the 50% wine coin discount coupon for Amber Medical Skincare Medicare QT, which is the very amazing product from one of the merchants that I'm working with right now. They organize the amazing products here, ladies and gentlemen, helping the ladies, the men, everyone actually want to look good. You need to have these sort of products here, ladies and gentlemen. So when you get into the deal, ladies and gentlemen, the description you can see here, Vietnamese, okay? I give you a few picture how they look, okay? All right. This is the one side of the bottles. They're actually the two bottles, the pairs, okay? Okay, this is how it look like, right? Instruction, everything is inside, ladies and gentlemen. So let's read the description, okay? First part here is Vietnamese. So when you scroll down, you also can see the English. So what they call is skincare support product with 9 effects. Wow. Can you find some product? Normally, they actually have product with 1 or 2 effects support your body or your skin. Here, you have 9 different effects, ladies and gentlemen. First of all, they were trying to increase collagen production on your own. So basically on the skin, they own trying to produce more and increase more, right? They also support moisturize. Wow, they super moisturizer. And then they also helping white skin, okay? Whitening is everyday color. You want to look good, look nice, and look white, right? Yes. And they also regenerate and restoration of skin structure. Yes. So support the suspension of thyroid and melanin inflammation factor. Okay. So they want trying to clear darkness. Okay. Clear the dark and melasma incense. Right. And rejuvenation of skin structure, right? And then they also remove wrinkle, increasing elasticity. Also help you to increase resistance to make the skin healthier, have a different color, better color, okay, of your skin. So when you scroll down, you can see the Vietnamese part, and then go down further of the Vietnamese part, you will see, wow, the English is, there we go, the ingredient, right? You want to see what the ingredient inside of these products, ladies and gentlemen. So they actually have active ingredient, curcumin, orange peel, essential oil, terpenol, 4L to active ingredient from tea tree, okay, and vitamin B5, solvent just enough to dissolve
and some other active ingredient, right? So the use, right? The use is here. Okay. Curcumin is to support an anti-inflammatory. Okay. Inflammatories. All right. So sometimes you have rash and flamings your skin. This one actually help you with that. So it's oxidized skin shell, maintain collagen structure to help firm skin and help cell your cell in your body to recovery quickly, heal the skin, okay, and heal open wound also, right? So sometimes you have open wound in your skin or surface, and this will help with that. The orange peel essential oil will help with pain relief, anti-inflammatories, stress relief for the skin, antioxidant, killing bacteria, effectively disinfect, okay? Reduce blistering and ulcer, all right? So terpenol 4L is the active ingredient from the tea tree, okay? The tea tree. So this killing bacteria and fungi, all right? Normally, we actually, our skin is actually contact with a lot of things outside on air and everything, right? Yes. So a lot of fungi actually attacks. So we actually have this to cure the, okay, making your skin look more smooth, all right? And reduce irritation, yes, and prevent the growth of fungi and bacteria for your body. Okay, so this vitamin B5 will do moisturize and then restore and regenerate the heal and heal the skin, right? Okay, so we scroll down a little bit, you will see more. Okay, the direction to use, ladies and gentlemen. So apply appropriate amount into the area to be treated and gently massage, okay? Apply 4 or 6 times a day, okay? Will reduce the stress, reasonable lifestyle and relaxation. Wow. So it do not contact with any detergent or dirty water source, okay? So beautiful. The price, everyone want to find out the price, right? So the price is regular price is 1.35 million Vietnam dong. Okay. So it's equivalent to right about, I guess about 45 euro or 50 euro, something like that. Okay. Yes. But powerfully, you can use this with 50%. One coin from this price, ladies and gentlemen. This is amazing, right? So they also have a special term and condition, right? In the term and condition, you can rate more also. So this product will help, will be shipped from our store in Vietnam, okay? So must contact the merchant before you buy this coupon, right? And the exchange rate, will be the fixed exchange rate, 1 euro equals 26,000 Vietnam dong. So from there, you can work out the price, okay? All right. And customer purchase must pay shipping costs. Price depend on where you are, of course, the location, okay? They also have a book value for if people want to buy a large order. They will have a special price for you, maybe. Okay, we can negotiate for you. From 50 bottles and above, okay, 50 sets and above, okay? Cannot exchange this coupon into fiat or any other form of financial, okay? So must be used to this coupon for exchange as a discount for these products only, all right? Yes? So this coupon is worth 675,000
thousand Vietnamese dong. So it's equivalent to 25.96 euro. That is the price of this coupon. Okay, the value of this coupon. Okay, purchaser must pay full balance in local money via bank transfer from this bank detail. Right. So this is the product, the very amazing product for everyone out there. You want to look after your skin, look after your body, you want to look fresh. This is the amazing, amazing QR code for you. Where can you get it? Then scan this QR code, ladies and gentlemen. What you need, just scan this QR code. That will bring you to the deal where I showed you earlier. And then you can start to get this, exchange your one coin with this coupon, and then contact the merchant from the deal, or contact me directly from Tan OC Facebook Messenger. Then of course we will help you redeem the coupon, and then yes, you can pay half price in fiat money for this amazing products, ladies and gentlemen. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to share a few words also in this video in Vietnamese for our Vietnamese community also understand what are we talking about, ladies and gentlemen. Thank you so much for your support, sharing this video around. Get the products if you like, okay? But remember, if you are from overseas, we have to rely on the law regulation, the import law in your country. So we will work out and make sure, you know, they are all good, and then you can buy the products. So this is very amazing, you know, products for everyone, and affordable price also. A lot of celebrity, they actually using this product actually. So the trusted products for everyone. So the main thing is we can use our one coin. And if you can actually buy this product in bulk, and then you can resell it to the normal market out there, have no one coin in 100% fiat, you also can liquidate your coin also, ladies and gentlemen. This is so cool. Many ways that you can make generate benefit from these products, okay? So once again, thank you, ladies and gentlemen, for all your support. Ladies, of course, ladies and gentlemen, okay? So yes, get back to me if you're interested, and contact me directly. So I will take this opportunity to say a few words in Vietnamese now. Rồi, chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Hôm nay rất là vui, rất là phấn khởi, đầy năng lượng để làm một cái video ngắn đến cho tất cả các cô chú anh chị em. Các cô chú anh chị em của chúng ta chắc là mọi người đều phấn khởi và biết được khoanh khoanh chuyện gì xảy ra trong cái đoạn đầu bằng tiếng Anh rồi, đúng không ạ? Thì ở đây Thành muốn chia sẻ lại bằng tiếng Việt để cho mọi người của chúng ta thấu hiểu hơn ha, thấu hiểu hơn để mình có thể có được những cái lợi lạc. Thì quý vị luôn luôn rất nhiều cô chú anh chị em đặt những câu hỏi quan khoi hiện tại như thế nào rồi, có lợi ích gì rồi, đặc biệt là mọi người luôn luôn nói đồ sử dụng thì sử dụng như thế nào, quý vị hiện nay có sản phẩm gì đặc biệt đủ thứ. Thì khi mình bước vào trong deal checker đó quý vị, mình sẽ thấy được rất nhiều sản phẩm giá trị cũng có, sản phẩm bình thường để sử dụng hàng ngày cũng có, thì rất là nhiều ha. Hôm nay thì Thành muốn đưa đến cho quý vị một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Thành nghĩ tất cả các cô chú anh chị em của chúng ta đã làm việc cực lực trong khoảng thời gian qua, dài năm qua, từ cái con COVID làm cho chúng ta cảm thấy là mình bực bội, rất là rắc rối rất nhiều, đúng không ạ? Bây giờ muốn xả stress, muốn làm cho mình cảm thấy đẹp hơn, tuyệt vời hơn, tự tin hơn, đủ thứ hết, thì mình tìm ra được một cái sản phẩm rất là giá trị cho cuộc sống của chúng ta ha. Thì đây là một cái sản phẩm mà được độc quyền bởi từ cái doanh nghiệp này ha. Thì Thành xin được chia sẻ với quý vị một cái phiếu giảm giá 50% sử dụng OneCoin cho cái sản phẩm Amber Medical Skincare
Wow, tuyệt vời không quý vị? Rất là tuyệt vời ha quý vị ha. Thì quý vị nhìn cái chai, cái hình, cái sự đóng gói bên ngoài là rất là tuyệt vời rồi ha. Rất là professional. À, rất là tuyệt vời luôn. À, đây là những cái tấm hình cho quý vị nhìn bề ngoài của sản phẩm ha. Chiêm nghiệm ở bên trong thì quý vị còn thấy đặc biệt hơn rất là nhiều. Thành cũng đã cho một số cô chú anh chị đã sử dụng thử qua thì họ đều có cái hiệu quả rất là tốt, hiệu ứng tốt trong những ngày đầu tiên sử dụng quý vị ha. Da mịn, đẹp, sáng, đủ thứ ha. Thì ở đây cái mô tả của sản phẩm thì Thành xin đọc chút xíu để cho quý vị cũng hiểu thêm ha. Sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da dưới 9 tác dụng, tuyệt vời không? Thường thì mọi người thấy là chỉ có một vài mình mua cái sản phẩm nào thì nó tác dụng cho cái đó thôi đúng không ạ? Đây là một sản phẩm mà đem lại cho chúng ta rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời. Thì cái đầu tiên nhất là tăng sản sinh collagen tự thân, theo quý vị ha, thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho tăng sản sinh collagen tự thân, làm cho trẻ hóa đủ thứ hết, tuyệt vời quá. Rồi cũng là siêu dưỡng ẩm, theo quý vị ha, siêu dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, trắng sáng đều màu. À, tuyệt vời không? Trắng sáng mà tiện đều màu nữa chứ không phải là đều đốm đốm nha. Đẹp quá. Rồi tái tạo và phục hồi cấu trúc da, rồi hỗ trợ ức chế tyrosine, yếu tố hình thành của melanin, theo quý vị ha, rồi xóa thâm nám và tàn nhang luôn, tuyệt vời quá, rồi trẻ hóa cấu trúc da, rồi xóa nếp nhăn tăng tính đàn hồi, thành nghĩ là ai một thời cũng phải cần những thứ này đúng không ạ? Mình trẻ thì mình cần những cái thứ này để cho hỗ trợ thêm, thì nó sẽ làm mình cái độ già úa theo thời gian á, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều vì những cái thứ này nó giàu nó hỗ trợ cho cơ thể của mình ha. Rồi tăng sức khỏe đề kháng nè ha, tăng sức đề kháng giúp da khỏe hồng hào hơn. Ai cũng cần những thứ này, mình muốn là mình phải nhìn thấy da dẻ hồng hào, tự nhiên đẹp đủ thứ, thì đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời ha. Thì khúc đầu mình là tiếng Việt, rồi kế đó có dịch lại bằng tiếng Anh, thì quý vị kéo xuống một khúc ở dưới nữa thì quý vị sẽ thấy được cái phần tiếng Việt trở lại ha, đi theo từng phần ha quý vị ha. Thì thành phần có hộ phách nè, hoạt chất curcumin nè, tinh dầu giọt cam này ha, có terpinol 4 ao ha, là cái hoạt chất từ từ tràm á, trà ha, tràm trà, rồi có vitamin B5, có dung môi hòa tan ha, dung môi hòa tan từ hòa tan vừa đủ và một số hoạt chất khác ha. Rồi công dụng của mình đây quý vị coi cái công dụng nha. Curcumin để chống oxy hóa tế bào da, giữ vững cấu trúc collagen giúp da săn chắc, giúp phục hồi tế bào nhanh chóng, rồi liền da liền vết thương hở ha. Rồi có tinh dầu vỏ cam làm giảm đau nè, chống viêm nhiễm nè, giảm stress cho da nè, chống oxy hóa nè, tiêu diệt vi khuẩn nè, khử trùng hiệu quả, giảm tình trạng phồng gọt ha, viêm loét. Tuyệt vời không quý vị? Thấy tuyệt vời đúng không? Rồi cái terpinol 4 ao này thì nó có là cái hoạt chất từ tràm ha, từ tràm trà ha, diệt khuẩn, trà tràm đó. Diệt khuẩn và nấm gọng ha, mầm gọng, rồi dịu da này ha, rồi giảm kích ứng nè, ngăn chặn sự phát triển của nấm, những cái nấm mọc không có tốt cho da đó, và vi khuẩn nè ha. Rồi có vitamin B5 là dưỡng ẩm nè, phục hồi da, tái tạo và làm lành da. Rồi quý vị kéo xuống ở dưới nữa thì sẽ có cái phần tiếng Việt tiếp theo ha, hướng dẫn sử dụng ha. Chỉ cần thoa một lượng vừa đủ lên vùng da cần điều trị nè ha, massage nhẹ nhàng, mỗi ngày bôi 4 cho tới 6 lần ha.
Rồi, lưu ý giảm căng thẳng, chế độ sinh hoạt và nghỉ dưỡng hợp lý ha khi sử dụng sản phẩm này, không tiếp xúc với nhiều với chất tẩy nè, hoặc là nguồn nước bẩn ha quý vị ha. Rồi, khi mình kéo xuống đây thì mình thấy giá bao nhiêu, mình muốn tìm hiểu qua thì giá bán ngoài thị trường hiện giờ là 1.350.000 cho một cái hộp sản phẩm này ha, một cái bộ sản phẩm gồm có hai chai ha. Thì tuy nhiên bạn có thể sử dụng là 50% bằng hoàn toàn dưới cái tỷ giá này của gì, tuyệt vời không ạ? Thì thay vì ở ngoài người ta mua phải trả 100% giá tiền thì ở đây chỉ trả 50% giá tiền, còn 50% lại dùng cái coupon giảm giá của OneCoin mình, tuyệt vời quá, trao đổi bằng OneCoin ha. Rồi thì xin vui lòng mình đọc kỹ những cái điều khoản ở dưới ha, theo cái gì ha. Thì sản phẩm này sẽ được vận chuyển từ cửa hàng của chúng tôi tại Việt Nam ha. Rồi phải liên hệ với người bán trước khi mua coupon này ha. Có những câu hỏi gì đó mình mua trước, mình hỏi trước cặn kẽ rồi mình hãy mua ha. Rồi tỷ lệ trao đổi của Euro, tại vì đây là một cái sân chơi từ châu Âu cho nên họ có cái mặc định tiền ở trong cái coupon này là bằng Euro, thì ở đây là sự trao đổi là 1 Euro sẽ bằng 26.000 tiền Việt Nam theo quý vị ha. Để khỏi mất công chúng ta tính rồi. Khách hàng hoặc là người mua phải thanh toán các phí vận chuyển này ha, tại vì mỗi một quốc gia hay là mỗi một nơi nó đều khác nhau, phí vận chuyển nó khác nhau, không có để ở trong đây ha quý vị ha. Rồi có thể tạo ra cái giá trị cho cái có thể là thương lượng được cái giá nếu như mình mua với số lượng lớn thôi vậy ha, có nhiều người muốn mua số lượng lớn về để bán lại hay gì đó, thì khoảng 50 bộ trở lên thì mình có thể nói về giá với họ chút xíu ha. Rồi không thể trao đổi cái phiếu này qua thành tiền tiền pháp định không quý vị ha, mình chỉ có thể sử dụng cái phiếu này để mình trao đổi với sản phẩm trong cái điều này thôi. Rồi phiếu giảm giá này chỉ giá là 675.000 tiền Việt Nam ha, tương đương với 25.96 euro hay quý vị ha. Có nghĩa là mình mua cái coupon này đưa người ta cái coupon thì mình sẽ được giảm giá được 25.96 euro, tương đương với 675.000. Mình chỉ trả một phần nữa thôi, còn phần nữa mình sử dụng cái này, số còn lại thì mình có thể chuyển khoản vào tài khoản của người người chủ sở hữu ha quý vị ha. Tuyệt vời chưa, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì làm sao để tìm được cái deal này thì Thành xin mời quý vị qua đây mình scan vô cái mã vạch QR này thì mình sẽ được đưa thẳng vào trong cái deal, thì từ đó mình có thể mua được sản phẩm đặc biệt này ha quý vị ha. Thì vừa rồi Thành xin được chia sẻ cái chương trình sản phẩm đặc biệt để cho quý vị sử dụng OneCoin, một trong những cái sản phẩm trong Deal Tracker của chúng ta. Quý vị cứ scan cái mã vạch này ha, rồi cứ chia sẻ cái video này ra giùm Thành. Mình không phải làm cái này để lợi ích riêng cho Thành hay là gì đâu, mà mình làm cái điểm này để cho nó có lợi cho cộng đồng. Mọi người chưa biết về sản phẩm gì có thể sử dụng hoặc là sản phẩm nào tin cậy được này kia rồi đó, thì họ có thể nhìn thấy và họ sử dụng. Ngoài ra mình có OneCoin, ai cũng có OneCoin trong ví, mà ví của quý vị, OneCoin trong ví của quý vị và OneCoin trong ví của Thành đều là một, theo quý vị ha, đều là OneCoin. Cho nên chúng ta càng sử dụng như thế này thì nó tạo ra cái giá trị cung và cầu, mà nhu cầu người ta cần thì giá trị đồng coin nó càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên đòi hỏi chúng ta làm việc chung với nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cho cái đồng này được lưu thông khắp mọi nơi, thì giá trị của coin càng ngày càng tăng, giúp cho doanh nghiệp có được những cái giải pháp, bán được sản phẩm của họ nhiều hơn, thì như vậy là win-win đúng không ạ? Chúng ta cùng thắng chung một cái thị trường ngày hôm nay, đặc biệt là crypto hay quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin nghe. Chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng, luôn luôn tươi khỏe, trẻ và đẹp mãi trong những cái sản phẩm sử dụng bằng OneCoin, đặc biệt, rất là đặc biệt cho quý vị ha. Rồi chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc. Kính chào quý vị.